Xin sợ hãy tin con. Tôi cũng muốn tin cô lắm, nhưng mà chuyện quá đột ngột. Với lại ý kiến của bé Hằng cũng rất là quan trọng, không thể ép bé làm những chuyện mà bé không thích. Bé Hằng cũng mến con lắm. Chắc đây là thiên thần mà chú ban cho con. Xin sơ hãy giúp cho. Sơ muốn con làm gì con cũng làm hết á. Mời cô dùng nước. Dạ. Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Em cứ nói đi. Anh ngưng lại, nhìn em nè. Có chuyện gì vậy? Em đã làm hồ sơ xin nhận đứa con nuôi rồi. Sao tự nhiên lại sinh con nuôi? Thầy bói nói á, vợ chồng mình phải sinh con nuôi thì em mới có con được anh nào. Em hết chuyện làm rồi hay sao vậy? Đi tin lời ngớ ngẩn của mấy thầy bói. Không tin cũng phải tin chứ sao. Thầy nói á, em gặp bé gái tuổi Hợi thì hợp với em lắm. Trong trường mồ côi có con bé tuổi Hợi, nó đã cứu mạng em. Em nhất quyết phải xin cô bé này về nuôi cho bằng được anh à. Cái tính của em á, thích thì làm, không có biết suy nghĩ đắn đo gì hết á. Đây là một con người, nó có cuộc đời, nó có số phận đàng hoàng. Nó không phải như mấy con mèo quan của em. Hãy thích á thì nuôi, không thích á thì bỏ đi. Em quyết định rồi, anh đừng có cản. Vậy thì em hỏi anh làm gì nữa? Trường yêu cầu phải có đủ cái vợ lẫn chồng, ký vào đơn xin nhận con nuôi. Rồi sau này anh phải vô gặp sơ nữa. Anh đi làm cả ngày ở ngoài mệt mỏi lắm rồi. Em đừng có bày chuyện ra cho anh nữa. Nhưng mà em muốn đứa con này. Em thích thì em tự lo đi, sau này đừng có làm phiền anh nữa. Ừ, thì em tự lo. Sau này có sinh con em cũng tự lo luôn. Thì mai mốt em cũng được như chị thôi. Không chịu đâu. Mai mốt thì lâu lắm. Hay bây giờ chị cho em đi với chị đi. Ừ. Không, em đi. Ừ. Đi với chị. Chị với ba không cần hai đứa em nữa đâu. Cầu xin Đức Mẹ cho hai em con đừng xa con. Con đã hứa với má là sẽ lo cho hai em con rồi. Không phải là con ganh tị với em, mà tại vì con sợ sau này lớn lên Yến với Hằng sẽ quên con, quên má. Bây giờ con phải làm sao đây? Có chuyện gì mà con phải khóc? Để sơ kể cho con nghe một câu chuyện. Lâu lắm rồi, sơ nhớ là hơn 40 năm về trước. Đánh con ra nông nỗi này. Dạ bà chủ đánh. Giữ em bé khóc vì bà chủ đánh, là vì chạm bà chủ cũng đánh. Thôi con đừng làm nữa. Nhà con nghèo lắm, con phải đi kiếm tiền. Con thương mẹ lắm nên con phải đi làm để kiếm tiền phụ mẹ. Vậy con học lớp mấy rồi? Con chưa được đi học. Sơ dạy cho con học chữ ngang.
Vậy để sơ dạy cho con học, để con không phải chịu khổ nữa. Con uống sữa đi. Sau đó, sơ chính tìm đến nhà mẹ của cô bé, muốn nhận cô bé về làm con nuôi để cùng bà ra nước ngoài. Mẹ cô bé suy nghĩ dữ lắm vì không muốn xa con. Nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý. Nếu như ngày đó người mẹ cứ giữ chặt con gái bên mình thì có lẽ đâu có Sơ Minh của ngày hôm nay. Hồi đó Sơ cũng khổ vậy sao? Ừ, khổ lắm. Cha đi lính chết, nhà có 6 chị em, đều đi làm mướn cho người ta. Sơ may mắn được người tốt giúp đỡ, cho nên Sơ muốn giúp cho nhiều hoàn cảnh bất hạnh khác. Yến và Hằng đang có cơ hội, nhưng tùy con quyết định, Sơ tôn trọng ý kiến của con. Mà lanh quá chị ha. Nó mỗi ngày mỗi khác. Bú xong thì không có khóc nhà. Thầy bói nói là tuổi của nó hạp với hai vợ chồng anh chị. Con em không biết làm sao á. Còn ở trong bụng mà nó cứ chòi đạp là em đau quá. Thì nó mạnh, nó mới chòi đạp. Chừng nào em sanh? Dạ cuối tháng. Nhưng mà bác sĩ nói là con so thường hay sanh sớm. Cứ chuẩn bị mọi thứ trong cái giỏ đi. Đau bụng một cái là quơ cái giỏ đi liền. Như vậy khỏi sợ thiếu thứ này thứ nọ. Ngoan nha. Ủa, nó cũng có cái bớt nữa hả chị? Dấu hiệu của ổng mà. Sanh ra mà không có nó hả? Ổng cạo đồ khô à. Hai con. Em cũng sắp sanh rồi. Lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Chị, em biết đọc tên em rồi nè. E bò e bê sát bé. Á ngờ ai đúng. Đây là chị biểu nè. Em giỏi quá. Cái gì chị hai? Nghe. Hai đứa phải vô kỹ nha, không được làm mốt đó. Mai mốt lớn lên chị em mình sẽ về sống với nhau. Em nhớ rồi. Em với bé Hằng sẽ không bao giờ quên chị đâu. Ba mẹ em hứa là sẽ thường xuyên dẫn em về đây thăm chị mà. Chị đừng có lo nha. Em cũng vậy. Hai đứa nè, hai đứa phải ngoan, học giỏi. Với lại không để người ta ghét mình, nghe chưa? Dạ. Dạ. Chị hai, nếu một ngày chị được nhận nuôi thì chị có đi không? Không, chị sẽ ở đây cho tới lớn mà. Dạ. Đám mây xốp trắng như bông, ngủ quên dưới đáy hồ xanh ngút ngàn. Từng đàn cá bơi lội tung tăng.
Em đi nha chị. Con chào. Dạ. Sơ con đây. Ừ. Con chào sơ. Đến đi con, em nó sẽ được hoàn thiện mà. Cả buổi mà chưa xanh ta. Má ơi, em đi rồi. Má nhớ phù hộ cho em nha má. Yến dạng được như vậy là má con đã phù hộ được. Đừng buồn nữa. Khi nào rảnh, bác Bảy sẽ lên trường thăm con. Dạ. Ông bà nói, sống có nhà, chết có mồ. Ráng xây cho má một cái mồ đàng hoàng một chút nghe con. Dạ, má muốn. Con sẽ làm có tiền, để dành tiền xây mộ cho má. Con trai với chị đây.
bé dễ thương quá. Trời ơi. Con vô đi. Con nhìn con coi thử có thích không? Trời ơi, thua quá à. Đây là phòng của con có thích không? Dạ, con thích lắm. Mẹ ơi, mấy thứ này của con hết hả mẹ? Tất cả đồ chơi này đều của con hết. Để vài bữa mẹ sẽ dạy con cách sử dụng đồ trong nhà nha. Dạ. Đẹp quá à. Con đi to quá à. Con ngồi đây đi. Chờ má thay đồ một chút rồi má dẫn con đi coi chung quanh nha. Dạ. Mềm xèo à. Làm sao ngồi? Ôi, em dễ sợ luôn. Con mới về hả? Dạ. Má con đâu rồi? Dạ, má nói đi vô thay đồ rồi. Mày mốt nếu có nhảy á, thì xuống đất mà nhảy. Đừng có leo lên ghế mà nhảy nữa nha. Dạ. Ăn đi con. Anh. Dạ. Con mời ba mẹ ăn cơm. Ừ. Ngoan, ăn đi con. Dạ. Nè. Cảm ơn mẹ. Con có thích phòng của con không? Dạ, con thích lắm. Hồi đó, ba chị em con ngủ chung với má trên cái giường tre trong trái lá. Mùa hè thì mát, nhưng mùa đông gió thổi vô lạnh lắm. Tối nào, con với em cũng dành mền hết đó. Mẹ có ôm tụi con, nhưng mà không đủ ấm. Thôi, chuyện buồn đừng nhắc tới nữa. Từ nay, ba mẹ sẽ không để con phải khổ nữa đâu. Ăn đi con. Cô đã nghĩ gì? Bé Hằng cũng được nhận làm con nuôi. Nhưng con không biết bé có được sung sướng như con nữa. Đã nhận con nuôi thì chắc chắn họ rất yêu trẻ con. Cô đừng lo. Dạ. Thôi, cô ăn đi. Ngon không con? Dạ con. Ôi, con dễ thương quá à má. Đây là phòng của em bé đó. Ủa, mà em bé đâu?
Mai mốt mới có. Tạm thời con ở đây, nhớ đừng phá đồ chơi của em nha. Dạ. Ủa, mà con ngủ ở đây hả má? Ừ, con có tật đá dầm không đó? Hồi nhỏ có, nhưng bây giờ con hết rồi. Hết thì tốt, chứ bị đá dầm phải ngủ dưới đất, không được lên giường nha. Dạ. Vậy con ở đây nha, má đi ra. Dạ. Ngủi đẹp quá. Em nữa. Má ơi, má đang ở đâu vậy má? Hồi trưa, em nghe anh la con bé. Anh đừng khó tính quá, nó sợ. Nó đòi về lại trường thì mình khổ đó nha anh. Đó, em thấy chưa? Tới bây giờ mà nó còn chưa chịu ngủ nữa. Cứ đem đồ chơi ra phá. Em làm ơn, qua bệnh, kêu nó về giùm anh đi. Anh đừng có nhăn, con nít mà. Đứa nào gặp đồ chơi mà không khoái hả anh? Thôi, ngủ đi. Chỉ nằm mơ thôi mà con. Mẹ đừng cho em bắt con đi nha. Nha. Con bây giờ là con của ba mẹ, không có ai có quyền bắt con đi hết á. Đừng có sợ nữa, nằm xuống đi nha con. Rồi, thôi ngủ đi. Sao lại oan nghiệt như vậy chứ? Uống miếng đi, uống cho nó khỏe. Ngán quá à. Ngày nào cũng uống, ngán muốn chết vậy. Ngán cũng phải uống. Uống cho con mình nó có sữa nó bú. Tại đây chưa đầy tháng mà cái mặt nó lanh thấy sợ luôn á.
giống y anh hồi nhỏ à. Anh xạo quá à. Bộ anh nhớ hồi nhỏ ăn sao hả? Cần gì nhớ, nhìn là thấy nó giống anh như khuôn đúc rồi. Quanh, về phòng ngủ đi con. Dạ, không sao đâu. Con ốm và xanh quá, mắt con không quần à, đi ngủ đi. Dạ, con. Nghe lời sơ, con đi về phòng ngủ đi. Nghe con. Dạ. Ráng ngủ đi con. Con nhà sơ. Vẽ bao quanh một chục con vật. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.
Mẹ. Nghỉ đi con. Hôm nay là chủ nhật, ba mẹ sẽ dẫn con đi chơi. Vậy thôi, con phải ráng học. Trong lớp con lớn nhất, mà học dở nhất thì xấu hổ lắm. Ngoan quá. Mẹ ơi, ba đi chỗ nào về vậy mẹ? Con nhớ ba quá à. Chiều nay, ba có gọi điện về là ba có mua đồ chơi cho con đó. Vậy thôi, con có nhiều đồ chơi rồi, đừng có mua nữa, tốn tiền ba mẹ lắm. Chứ con thích cái gì? Con chỉ thích được ở bên ba mẹ mãi mãi thôi. Nè mẹ. Nè, mẹ có con học nè, con được điểm 10 nè mẹ. Giỏi quá ta. Nè. Một, hai. Giỏi quá ta, biết quét nhà nữa. Hồi ở quê, con còn biết bắt cá, móc lúa cho má nữa đó. Vậy mai mốt phụ má, dọn dẹp công chuyện nhà được rồi. Quét xong, vô phụ má nấu cơm nha con. Dạ. Ê bà Phải, con trai của tao đúng là con trai quý tử. Sanh nó ra tới giờ tao hên quá trời luôn. Đúng là tao đặt nó tên Lộc là phải rồi. Vậy sao? Hay là do anh tưởng tượng ra? Nếu tưởng tượng mà thành sự thật, tao cũng thích tưởng tượng. Nè, bằng chứng cho biết nè. Nhà trọ tao cho mướn lên giá mà người ta vẫn tới mướn nườm nượp. Còn cái đại lý bán phân của tao hả? Bán đắt dữ lắm. Thiếu người phải mướn thêm đó mày. Ê, tao còn trúng số nữa mày. Đúng là con trai tao là cục vàng. Nói chuyện khác đi cha ơi. Nói chuyện vợ con hoài chán thấy mẹ. Mày mắc cười không? Mày thích chuyện nào mày nói chuyện đó. Còn tao thích chuyện nhà tao, tao nói chuyện tao. Vợ không đâu rồi. Đừng nói mày thích vợ tao nha. Bậy đi. Nhậu nãy giờ không thấy thì tôi hỏi. Vợ tôi kêu qua đây chơi hỏi thăm cổ. Bà trong buồn á, cho nhỏ bú. Thằng bú dữ thiệt mày. Mỗi ngày mỗi khác, mỗi ngày mỗi khác. Lớn như thổi vậy. Nổi quá cha nội ơi. Mày không tin phải không? Mày chờ tao. Tao vô tạm nó ra cho mày coi. Giáp năm là tháng sau, ngày giỗ của cô. Không biết mấy đứa nhỏ nó có về được không. Nên tôi nói cho cô biết, con Yến con Hằng được một gia đình đàng hoàng tử tế nhận làm con. Còn con Oanh vẫn còn ở trường. Mấy sơ nói nó học giỏi và chịu khó lắm. Cô yên tâm, các con của cô đều có tương lai đó.
Chắc là cô đang nghe tôi nói chứ. Nè. Thấy chưa? Đã không, Trời ơi. Sổ sữa quá chừng ha. Thấy chưa, được không? Đó, đã không đó. Con gái tôi á, nó đỏ hỏn như chuột con vậy đó. Nè, nhìn thấy giống tao không? Giống. Giống nhất là ăn chỗ. Nè, quá ba. Ê, cái bớt. Thơ viết gì vậy anh? Cũng là chuyện đó. Chú hối mình làm thủ tục qua Mỹ định cư. Nó nói là ngày nào ba má cũng nhắc tới anh chị. Vậy thì anh tính sao? Thiệt tình anh không muốn đi. Chuyện làm ăn bên này đang tốt. Nhưng ba má già rồi, mà cứ để ba má ngày nào cũng nhớ mong trông ngóng con cái. Lỡ mà có chuyện gì anh hối hận không kịp. Vậy mình nên đi. Khi nào ba má yên nghỉ rồi thì mình quay trở về. Em không phản đối thì mình quyết định như vậy nha. Ừ. Phải nói cho bé Yến biết chuyện này. Ừ.